Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Trời lạnh quá, tôi có thể kiếm thức ăn ở đâu bây giờ? Tôi đang rất là đói. Khoai lang kìa. Là quả thông à? Một quả bóng tuyết khổng lồ. Nhìn kìa, đó là một người tuyết. Đúng vậy, chính là nó. Nhưng mà anh ấy chưa có mắt và mũi. Hãy thêm những thứ đó cho anh ấy sau. Ơi, tớ sẽ làm cho. Trông nó thật kỳ quặc. Đúng vậy đấy. Các cháu đang là một người tuyết sao? Chào chú Đào. Chào chú. Chú Đào, hãy nhìn người tuyết mà chúng cháu làm đi. Hình như có gì không ổn với đôi mắt của anh ấy. Bây giờ thì anh ấy ổn hơn rồi. Nhưng mà anh ấy vẫn chưa có mũi. Các cháu cần tìm thứ gì đó tròn và dài. Cháu hiểu rồi. Bây giờ ta sẽ có một củ cà rốt để ăn sớm thôi. Một thứ dài và tròn. Chắc là tre rồi. Chúng đi lấy cái gì mà lâu thế nhỉ? Chúng về rồi. Hen. Hen, nhìn cái mũi tớ tìm thấy này. Nó rất dài. Nhìn nó kìa, tròn và tươi, rất hoàn hảo để làm mũi của người tuyết nhá. Tớ nghĩ của tớ sẽ tốt hơn. Để tớ thêm vào cho anh ấy. Tớ làm nó chưa? Nhìn xem, nó có ngầu không? Chú Đào, chú hãy nhìn xem, chúng cháu đã tìm thấy mũi cho người tuyết rồi này. Thật tuyệt vời phải không? Của tớ tốt hơn. Của cậu nhỏ hơn. Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Cả hai đều sai rồi. Thứ dài và tròn mà ta nói là một củ cà rốt. Vậy đó là cà rốt. Tớ biết nó ở đâu. Để tớ đi cùng với cậu. Dạ đau quá. Đó là cà rốt. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Mình sẽ thêm mũi vào cho người tuyết. Người tuyết. Cuối cùng cũng tìm thấy. Đúng vậy, đi thôi. Cẩn thận, tránh đi. Kiki. Miu Miu. Miu Miu. Người tuyết đang lăn đi rồi. Và cả cà rốt cũng biến mất.
Nó đang hướng đến nhà chú đâu. Tôi sẽ ngăn nó lại. Ôi không, ôi muộn mất rồi. Ôi làm ơn, hãy bay qua khỏi ngôi nhà. Cà rốt. Ôi. Tuyết khổng lồ. Nó thật đẹp, nhưng vẫn không có mũi trên đó. Chú đau. Đâu, tôi về rồi. Anh đang làm gì thế? Hả? Cà rốt à? Thật ra tôi đang đói đây. Cảm ơn Đào nhé.